Nhiệm vụ mấu chốt của chúng ta đó chính là hiểu biết để duy trì cái sự hài hòa, cái sự cân bằng giữa ba cái trường năng lượng trí tuệ, cảm xúc và sinh lực. Bản chất của năng lượng luôn thể hiện thông qua màu sắc. Những người mà có nhãn thông có thể nhìn chúng ta và biết được màu sắc năng lượng của chúng ta như thế nào. Từ cái màu sắc đó sẽ cho chúng ta biết tình trạng sức khỏe cũng như là sự hài hòa giữa các trường năng lượng của chúng ta là sao. Rồi năng lượng khi nó luân chuyển, nó sẽ tạo thành dòng, nó sẽ tạo thành nhịp điệu, đó chính là âm nhạc. Khi chúng ta hiểu về bản thân mình, chúng ta sẽ thấy mình rất là diệu kỳ. Mỗi người chúng ta đều phát ra cái bản nhạc riêng của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta có cảm nhận được cái bài nhạc của mình và cho cái bài nhạc đó nó nổi lên hay không. Mình có những cái ước mơ mình muốn thực hiện, đó là một bài nhạc của bạn đó. Bạn có cho cái bài ca đó được cất tiếng vang cho chính bạn và cho vũ trụ hay không? Chỉ con người mới có khả năng kiến tạo tương lai, và chúng ta kiến tạo thông qua những ước mơ, những khát khao của mình. Hãy lắng nghe những cái rung động, những cái nhịp điệu, những cái bài hát mà bên trong bạn muốn hát. Hãy nắm bắt nó và cho phép nó lộ diện ra bên ngoài. Hôm nay được chị Thủy động động viên thêm thì em cũng có hy vọng là bắt đầu từ hôm nay mình sẽ dành cái thời gian, cái năng lượng của mình để nghĩ về cái ước mơ của mình nhiều hơn.